Trấn Thành, Lê Giang, Jen Evans chuẩn bị chinh chiến giải thưởng truyền hình châu Á. MV Gặp May của Jen Evans sẽ chính thức đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục Best Music Video tại giải thưởng truyền hình châu Á. Cùng với đó, Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân là những nghệ sĩ trao cúp và xuất hiện trên thảm đỏ danh giá. Với số phiếu bình chọn lên đến hơn 1,3 triệu vote, MV Gặp May của Jen Evans đã chiến thắng vòng đua bình chọn trong nước một thành viên fan choice. Do kênh truyền hình một thành viên Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào tháng 7 năm 2022. MV Gặp May được tạo nên từ chính những trải nghiệm của Jen Evans sau khoảng thời gian mất đi nhiều mối quan hệ. Với những set quay tối giản, hình ảnh đầy ẩn dụ nhấn mạnh biểu cảm của nhân vật và không bị ràng buộc bởi một kịch bản cụ thể đã cho thấy được nét trẻ trung, cá tính của một nghệ sĩ Gen Z. Cả khúc được Jen Evans thu âm bằng công nghệ Dolby Atmos với mong muốn tạo ra không gian sống động cho bài hát và trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. MV Gặp May của Jen Evans từng chiến thắng giải sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất tại một thành viên fan choice tháng 7 năm 2022. Sau khi vượt qua vòng quốc gia với kết quả cực kỳ ấn tượng, MV Gặp May tiếp tục lọt top đề cử hạng mục video âm nhạc hay nhất, Video Best Music Video, tại giải thưởng quốc tế danh giá ASEAN TV Award, tranh tài với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc. Giải thưởng do hội đồng của giải bình chọn và sẽ diễn ra tại Philippines và Singapore vào 2 ngày mùng 1 tháng 12 và mùng 8 tháng 12 năm 2022. MV Gặp May của Jen Evans tiếp tục tranh tài ở hạng mục Best Music Video tại giải thưởng truyền hình châu Á 2022. Song song với việc góp mặt trong đề cử, Jen Evans còn trở thành một trong số ít nghệ sĩ quốc tế trình diễn trên sân khấu ngày trao giải mùng 1 tháng 12. Với bài hát Gặp May và Baby With You, đây là cơ hội để nghệ sĩ Việt có thể mang âm nhạc nước nhà đến gần hơn với bạn bè quốc tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và có thêm những kết nối tốt đẹp. Giải ATA lần thứ 27 càng thu hút sự chú ý hơn khi dàn sao Việt sải bước trên thảm đỏ là những tên tuổi đình đám gồm Trấn Thành, Lê Giang. Năm vừa qua là một năm đại thắng của Trấn Thành cùng phim điện ảnh Bố Già. Ekip Bố Già đã gặt hái đến 5 giải thưởng lớn tại Ngôi Sao Xanh 2021, gồm phim điện ảnh hay nhất, đạo diễn xuất sắc cho Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành. Nam, nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc lần lượt cho Tuấn Trần, Lê Giang. Riêng Trấn Thành nhận thêm giải nam diễn viên điện ảnh được yêu thích do khán giả bình chọn. Với việc sở hữu loạt thành tích ấn tượng, ekip Bố Già được trao cơ hội đại diện Việt Nam xuất hiện tại giải thưởng truyền hình châu Á. Một điều đáng mong chờ hơn, Trấn Thành còn góp mặt với tư cách nghệ sĩ trao giải cho đề cử thắng Cúp ASEAN Thành viên Award năm nay. Tin chắc rằng với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động cùng những thành tích cực kỳ nổi bật trong showbiz, Trấn Thành sẽ tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng khi đại diện Việt Nam góp mặt trên sân khấu lễ trao giải danh giá mang tầm quốc tế. Giải thưởng truyền hình châu Á ASEAN Television Award ra mắt vào năm 1996 nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình và cá nhân xuất sắc của truyền hình châu Á. Năm 2017, Ngôi Sao Xanh khoác lên màu áo mới đầy ấn tượng khi chính thức trở thành thành viên của giải ASEAN Television Award, là cầu nối đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt góp mặt trong đề cử giải thưởng truyền hình danh giá bậc nhất khu vực châu Á. Hà Khánh, ảnh, một thành viên Việt Nam và nghệ sĩ.